8 năm 2024 tại núi Thiên Long Sơn. Có khoảng 70 mấy người ngồi ở đây, 70. Nhiệt độ rất là tốt, 75 độ F và hai mấy độ C. Bữa nay mình không có nói chính trị, Đức Thầy không có cho nói. Thì mấy Hùng Thiên Hồng Núi không cho nói chính trị. Bây giờ mình nói thơ với nói đạo, nói này nói nọ thôi, không có chính trị trong này nữa. Thầy mỗi lần nói chính trị mấy ổng canh lắm. Canh ra nói gì cái ổng không làm chậm. Bây giờ bữa nay đọc thơ quá không? Ngồi buồn thấy sự nhiễu nhương, ngẫm xem thiên tượng lạ thường đổi thay. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng đầy, còn bao trăng nữa đời này sẽ yên. Ngày nay thế giới đảo điên, chờ mong chờ ngày hội Phật tiên mây rồng. Chừng nào sóc dậy biển đông, chim hiền vỗ cánh, luống trong tìm về. Hiền tài khắp chợ cùng quê, đón Chúa trở về cho thỏa nhớ mong. Dựng xây cơ nghiệp cha ông, con cháu lạc hồng, vinh hiển hoan ca. Cho đời hết quỷ hết ma, cho chốn ta bà no đủ an yên. Việt Nam dòng giống rồng tiên, ai ơi chim hiền gán chỉ góp công. Bởi cùng nguồn gốc Lạc Long, bách gia trăm họ đượm nồng tình thương. Nay vì con cháu Mai Dương, vào chốn Phật đường giả bậc chơn tu. Con thiên trong dạ sầu u, thế gian như chốn ngục tù xác thân. Con chiên người cứ lân lân, amen lại Chúa, Chúa gần không hay. Con Phật thì cứ lây hoay, đua chen nhốn nháo vì thầy đẹp trai. Hay nhờ thầy cho quà đẹp trai đó. Hay quá. Thánh nhân lòng dạ thẳng ngay, khuyên bảo nói hoài mà chẳng ai nghe. Lời này không có màu mè, A-la thánh Chúa danh xưng tùy thời. Linh hồn một vị mà thôi, vua kiệt con trời chẳng dám nói ngoa. Dân du khắp nẻo gần xa, cờ hoa chốn ấy là nhà tạm dung. Ngồi buồn học chữ cát hung, trạng trình thở trước ráng tri sấm truyền. Ngài là tông tổ họ Thiên, ai ơi giữ lấy thiện duyên kiếp này. Chờ ngài đến hội rồng mây, xem Phật xem thầy có mà hay không. Dám u đàm hoa nở trắng trong, chờ long hoa hội đón ông vua về. Thế gian nay quá thảm thê, binh đao nước lửa ê trời thay phơi. Còn thêm đói rách tả tơi, ấy vậy người đời lại cứ làm ngơ, lo tiền lo bạc lo vơ, cho đầy túi thủng cho trơ xác hồn. Có người cùng một cội chung, Á Âu Phi Mỹ phước duyên phân rầy. Ở hiền hưởng cảnh bồng lai, hết phước cũng phải đầu thai xuống trần. Có phước ở nhà cao tầng, vô phước thì phải dần dần sang phi. Ba năm ba kiếp nữa đến kỳ, mình mang long lá đội sừng than chi. Lúc mang thân ấy đạo gì, sau nay phân biệt khinh khi đạo người. Đạo nào cũng tốt cũng tươi, thờ cha kính mẹ, đạo trời càng khôn. Mỗi người đều có linh hồn, thuận thiên mới được giả tồn chẳng sai. Việt Nam cùng một bào thai, da vàng máu đỏ phân hai làm gì. Kể đi người ở phân ly, quốc nội quốc ngoại cũng thì cháu con. Quê cha đất mẹ gầy mòn,
đồng khô nước cạn. Nuôi con bằng gì? Ai ơi hãy cố gắng tri, cho tường gốc tích khắc ghi vào lòng. Làm người có tổ có tông, từ thời dựng nước cha ông xây mà. Hoàng trường hai đảo của ta, chung tay giữ lấy nước nhà mới an. Đó là bờ cõi gian sang, Cà Mau sóng vỗ Nam Quan hải đầu. Việt Nam tổ quốc thần châu, thánh vương xuất hiện nhiệm màu kỳ ba. Bởi vì vâng lệnh mẹ cha, chuyển lưng khai đạo ta bà độ duyên. Ấy là lệnh đại la thiên, thiết lập căn cội dưới miền trần ai. Rồi đây thiện ác phân hai, con ma ma rước con thiên tiên đài. Ai mà phò chúa giúp ngài, phong thần tái diễn rạng danh bản vàng. Người nào phỉ báng dọc ngang, tiêu hồn tiêu xác thảm sầu thê lương. Mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm quá tan thương, bởi đời mạt pháp ma vương vô nghị. Mấy nghìn năm một chu kỳ, đến thời thánh đức chỉ vì Phật vương. Thích Ca ngự cõi Tây Phương, Quan Âm Nam Hải hồn con nương nhờ. Trần gian đã đến ngày giờ, sẵn sàng lừa lọc con hiền một bên. Ai còn tham của khó bền, địa ngục vô quán có tên gian tà. Người nào xảo trá điêu ngoa, ngày sau đọ xuống âm phần tu di. Đấy là địa ngục âm ti, gông cùng khảo kẹp ít gì rên la. Đừng vương đừng vấn ta bà, hồn lìa khỏi xác thân ta quá bùng. Ăn hiền ở thảo hiếu trung, ngài long qua hội trùng phùng chúa tôi. Sang năm chúa thánh về ngôi, không lo sửa soạn mà coi lập đời. Ai ơi hãy nhớ lấy lời thượng quân thánh đức là thời vàng kim. Ngài Long qua hội trùng phùng chúa tội. Ngài Long qua hội á, là năm tới. Sẽ có một cái trận gọi là biến thiên biến địa lớn sẽ xảy ra. Chứ không có biết tính tháng nha, mà nói tính từng ngày đi. Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khắp hoàn cầu. Rồi sau đó mọi chuyện nó giống như xưa giờ nói, Biển Đông nghị sóng chiến tranh vân 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 vân. Rồi lúc đó chúa tôi trùng phùng hội Long Hoa khai mở, đức thầy xuất hiện. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái cuối cùng. Thầy thôi chỉ tiết lộ bữa nay chút xíu vậy thôi, thì nó đã tới rồi đó. Ngày xưa lúc mà hồi qua Mỹ 14 tuổi, qua đây sống lang thang thì cũng chả biết mình là ai. Tại vì lúc đó đó, ở này nó có giống như cái tem trên cái ấn đường này nè, về trên dấu. Thì khi ra sống trong len lỏi trong cõi đời á, thiên ma nó không có biết người này người đặc biệt. Cho đến ngày mà đức thầy xuất hiện á, chị xuất hiện á, rồi có một nhóm mấy bác HO á, mình không có nói tên á, tìm sư phụ gần 50 năm, từ năm 78, 79, từ ở trại tù Nam Hà, sư phụ có nói mấy clip cũ á, đi tìm một minh chúa của họ để mà lãnh đạo cái khối tự do hải ngoại, để mà đi về dựng lại đất nước. Thì thời đó đó, Samuel sư phụ lúc đó khoái bà sư mẫu, thì mới đi cua vô ở nhà cho, thì có ông bố thì ông trong cái nhóm này. Thì từ đó mới ra câu chuyện. Thì sư phụ là người
được cha ấn định xuống là thiên tử, là minh vương của nước Việt. Sang năm chúa năm sang năm chúa thánh về ngôi á, cái hồi là chúa thánh, hồi là minh vương, hồi là phật vương, hồi của mà là người duy nhất với quả địa cầu này, con của trời hạ sanh. Con trời không bao giờ làm sai, chỉ có chúng sanh làm sai thôi. Nên nhớ, khi cái nhóm người đó rất là đông, những cái thời gian giống như thập niên 80-90 thì họ còn sức khỏe, còn đông lắm. Đến ngày hôm nay ở đây mình cứ chiếu theo sang năm chúa thánh về ngôi. Sang năm là còn bao nhiêu? Bây giờ là tháng 9 phải không? Đầu tháng 9 phải không? Tháng 9 là sang năm là còn mấy tháng? Bây giờ cái người bị colon cancer, tức là bị ung thư ruột già nữa, cũng có thể nhìn được chúa thánh về ngôi lại, cho là ở cấp độ 4 á, gọi là sắp chết, cũng có thể nhìn được chúa thánh về ngôi. Tức là bây giờ mình tới rồi đó, con có biết không? Giống như bây giờ chạy marathon á, thì mấy bác chạy từ ở chạy từ Nam Hà, chạy vòng vòng, chạy ra khắp hải ngoại rồi về tới đây, tới Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn cũng giống như cái chỗ cuối cùng mà cái finish line á, là giờ nó là vậy. Thì con nghĩ cho đến hôm nay á, là đến một cái giai đoạn mới. Phi thuyền mà lúc mà bắn lên thì rất là nhiều cái bình xăng, bình ấy ở phi thuyền bắn lên. Đến khi mà cha ra lệnh thanh lọc hết và cho những người mà theo phò cho hộ gần mấy chục năm một cái bài thử thách. Qua được thì về trời, qua không được thì xuống địa ngục. Cho nên gần chư phụ rất là nguy hiểm. Những người có công, một là cho trọn vẹn để được cha thương. Còn nếu mà không á, là gọi là đại phạm thượng á, thì mệt lắm. Chỉ có sư phụ mới sinh thôi, mà sư phụ đã sinh rồi á, cha cũng vẫn còn buồn á. Khi phi thiền lên quỹ đạo, con nghĩ mấy cái bình xăng, mấy cái bình nguyên liệu mình có cần không vậy? Thì nó phải tách ra. Còn những cái khúc đuôi của chiếc phi thiền để mà giúp phi thiền cũng có cần không vậy? Cũng không cần luôn, nó chỉ có cái bồn lái thôi. Trên đó chỉ có một số người duy nhất, đó là ba người lỗi lạc nhất thế gian này. Con trời. Hello đại tử, không phải quà. Mấy đứa không biết đâu. Nghe gì mà sao qua đây kia này đóng. Thì sư phụ là duy nhất là đã được hội đồng chư Phật trên trời ẩn chứng là chuyển lưng thánh dương, và trong kinh Phật có nói cách đây cả nghìn năm rồi. Và đồng thời sư phụ là một đứa con ở trên trời, gọi sư phụ là Khôi Ngô Tuấn Tú, bi trí dũng đầy đủ. Sư phụ trên trời khoảng chừng 12 tuổi, chỉ có xác phàm á, nó hoàn toàn nó không có giống như là có nguyên thần của sư phụ. Nguyên thần sư phụ rất là oai dũng, có võ công, có thần thông biến hóa rất là lợi hại, lúc nào cũng mặc áo vua long bào hết. Tại trong cõi vô vi thiên nhãn là vua rồi đó, vua của nước Việt rồi. Tại dưới đền vàng núi Cấm á, có cái cung điện của Hiêm á, cho nên mỗi lần sư phụ nói chuyện kêu Hiêm về đó là Hi rất là không có vui. Nó ta bận, còn người thì rảnh thì cứ học làm đủ phong cách làm vua đi. Tức là cái hồn nó chuyện, cái nguyên thần hồn nó chuyện vậy. Thì đó là Thái tử Thiên Nhãn, là tên trên trời. Còn tên của ngoài đời của xác phàm, sư phụ chỉ có khoảng 3-5% cái trí thông minh của Hiêm thôi. 70-90% là Hi vẫn còn nắm. Hi muốn cho sư phụ khôn nhiều thì Hi cho. Thì muốn thù làm gì thì thù làm, tại vì hai là một là hai. Đó là người thứ nhất. Rồi Hi đi về thiên đình, Hi đi xuống địa ngục, Hi đi những hành tinh khác trong tích tắc. Rất là thần thông biến hóa.
và hi cũng là đã hi thì tiếng Việt Nam không hiểu ta, thiên nhãn thì nguyên thần đi, cũng có thiên nhãn cũng nói chuyện với mấy con nhiều lần mà mấy đứa gần đây nè, hi cũng có dạy đúng không? Ồ, những cái đứa đại tử mà còn lại hôm nay với sắc phàm của ta thì những đứa đại tử này sau này về trời sẽ là bạn của ta, sẽ vui sướng với ta. Bạn có nghĩa là gì? Thật sự sư phụ xuống trần mang sắc phàm chỉ là người truyền tin của thượng đế. Để đây đi một chút lo. Cứ để đây đi rồi đi đi lên được. Cứ gom lại chỗ này đi rồi lên đây ngồi. Sư phụ là người truyền tin và người cái đạo thiên tâm này á, nó có ở cung trời Đâu Xuất Thiên của Phật Di Lạc. Sư phụ là người thứ nhì, Di Lạc thứ nhì, Di Lạc thứ nhất đó là Đức Thầy. Đức Thầy sẽ xuất hiện rồi cái đạo ra đời ở thế gian để mà độ tất cả những cái người của thế gian trong những cái năm về sau, mấy nghìn năm. Người thứ hai đó là sư mẫu, con của ông Long Dương, đúng không? Khi con của ông Long Dương á, lên thì cái nhiệm vụ là gì? Chỉ có nhiệm vụ là sanh ra con rồng cháu tiên, nó trở về thời Lạc Long Quân Âu Cơ vậy đó. Thì bây giờ đã ra rồi, đến một khúc á, chạy marathon, người nào tới khúc nào để mà phò thiên tử thì bổn phận của sư mẫu Long Dương cũng đã xong. Xong thì phải về Long Cung trở lại. Đến một khúc đoạn mà phân nửa bài kính thiên đó, rồi đây nắm giữ giang sen á, tức là nửa đời nửa đạo á, thì đến lúc công chúa Thương Bình phải xuất hiện. Xuất hiện một cách rất là đúng lúc, đúng khớp. Thì ba người thượng đế đã phong xuống và đã ân chuẩn không có là phải sát cánh với nhau lo cho chúng sanh, không có chấp tướng và không có theo đời, không có theo mặt đời. Mấy con nên nhớ vậy đó, không được chấp tướng, không theo mặt đời, chỉ có lòng từ bi thương chúng sanh. Thiên Nhãn dạy, Cha dạy, Long Dương dạy, Ngọc Thiên Đại Đế dạy, sư phụ đã ngộ rồi thì sư phụ thương nước Việt. Thượng Bình cũng đã ngộ, tức là sắc phàm là Mai Thảo cũng đã ngộ thì cũng là thương nước Việt, cũng lo nước Việt. Cho nên mới thời là suốt đời á, theo phò Minh Dương là vậy. Sư mẫu cũng vậy, nhưng mà vì sư mẫu có con mà phải đưa đi học, phải lo này lo kia, lo đời, lo một cái peril của cái hãng. Hai cái nguyên thần Quyền Châu với Thượng Bình là kết nghĩa là chị em nhau nhiều đời nhiều kiếp đó, phải kiếp này rồi Thiên Nhãn là cũng biết rồi đó, đời này cũng vậy. Cho nên bữa mà làm cái lễ ở ngoài đó có cái hình đó, thấy hai người kết nghĩa chị em đúng không? Mà 3-4 năm nay mấy cái đứa đại tử mà nó theo thầy Pháp á, nó lại chống đối. Có nghĩa là cái gì? Người nào mà xúc phạm với Thượng Bình, có nghĩa là xúc phạm với ông trời đó, với cha đó, huống chi họ đã không có cha ra gì, đã dục hình tượng cha mẹ một bên, nhất là con Trương Khanh đó, nó bị chúng ta rất là nặng. Cho nên mấy vị nói con nhỏ này sẽ tiêu xác tiêu hồn, mà thù nói thiệt á, thù sinh rồi mẹ cũng không có chịu, và những xích long thù cũng sinh cũng không được nó, vậy là cái linh hồn sẽ mất mãi mãi, không phải hù đâu.
Còn cái chuyện trời Phật hay là cha tính, đứa nào không thích thì cứ gán tu cho giỏi về trên trời hỏi cha. Còn sư phụ ở dưới trần thì chả biết gì hết, cứ làm theo lệnh của cha thôi. Mấy con nên nhớ nha, không phải sư phụ mang người này tới bên cạnh sư phụ đâu, mà trên đó. Từ ngày đầu á, mẹ là người mang Mai Thảo, tức là Thượng Bình, về núi chỉ đường về. Mai Thảo có thần thông để mà phò giúp. Tại vì chúng ta là những làm đạo thì chúng ta sẽ điều hành một quốc gia lớn. Thế giờ mấy bác ở bển là ai? Thì nếu mà sư phụ không có thần thông, muội muội không có thần thông thì làm sao có thể biết ở trong này có người nào như thế nào, đúng không? Là mới qua quyến xuyến được cả cái núi và cả một cái thế giới này. Thì mỗi người làm mỗi việc, chú Mẫu làm một việc, Hạnh Thảo làm một việc, Mai Thảo làm một việc, cũng chả có ham muốn gì. Còn đứa nào mà cứ bây giờ nhìn đi, họ chỉ là một đám cộng sản sau lưng, họ chỉ lôi cái này xuyên tạc, nó giống như một đám chó mà chó dại á. Và cái thảy cục xương, cái là cái cục xương có nghĩa là một cái sự kiện gì nhỏ, chỉ biết rồi đầu gà đắp đít vịn rồi nhào vô sủa rồi cắn thôi, không biết trắng đen gì hết. Nhưng mà đụng đến trời Phật không à, nó không có đụng đến người thường, tức là họ không có phải là người tu hành, không có biết tu và cũng không có lòng từ bi, lúc nào cũng sân si. Có nghĩ những người này về thiên đình có phải là gượt cả cái bầu trời, gượt hết chư thiên chạy vòng vòng trên trời hả? Con nghĩ có ai để trở về trời, những đứa này trở về trời không? Rất là khó đó. Mà đi xuống địa ngục á, địa ngục cũng phải từ chối á. Cho nên bữa sư phụ sinh nó nhiều lần khóc, mất xác mất hồn hết. Con Nhật Phương, con Khánh và con Vân nữa. Tại con Văn với thằng Tứng nó lên nhà anh Bắc ngồi thiền trong đó cả chục tiếng đồng hồ. Thấy ai mà đụng tới những cái tà gọi là âm binh á, là tâm trí nó rọt lọn, sáng là nó cào cấu. Rồi thêm con Trang bây giờ nữa, thấy nó truyền âm, mà nó qua điện thoại nó truyền âm thì nó rất là nguy hiểm. Thôi đã căn dặn kỹ, đừng có nói chuyện trên điện thoại, tại vì con âm binh á, nó qua đây nó qua kia. Bây giờ thí dụ có khôn á thì ngồi yên để chờ xem cái màn kịch đang diễn mà. Còn nó có khôn không? Một chữ cũng là thầy, một ngày cũng là thầy. Nhưng mà thầy đó độ nào thôi, cái gọi là phá đạo đó, chống trời đó, nghịch thiên đó, chống với thiên tâm, chống với thiên long sơn là nghịch thiên, phản thiên tướng kiệt, tức là phản cả nước Việt á, phản dân tộc. Cái gì nói luôn, người nào mà phản sư phụ là phản nước Việt, chống thiên tâm, chống núi là chống với ông trời. Con nghĩ trên thế giới này sư phụ chưa bao giờ từng có gùng mình đó, có những loại người cả gan như vậy, rất là ghen á. Chuyện gì ngày mai xảy ra không cần biết, bữa nay cứ lên chửi cho đã đi, cứ theo cái đám long qua mặt tạng mà chửi hết dự kiện này. Cứ moi à, toàn là đầu gà đít vịt. Thì giờ mấy con về núi mấy con thấy sự thật đó, nó đâu có giống vậy đâu. Sư Mẫu còn nói ông bố là phạm thượng với sư phụ đâu có nói chu gì đâu. Họ chỉ là tạo câu chuyện rồi họ la sùm lên thôi, tất cả đều là tạo câu chuyện. Hỏi sư Mẫu đi, sư Mẫu nói ông bố với anh của bà đó là phạm thượng. Bữa sư phụ bà, sư Mẫu là người chứng kiến từ đầu tới cuối. Rồi có Mỹ Tiên chứng kiến rồi cuối, rồi Minh cũng chứng kiến, rồi một đống người. Hoàn toàn câu chuyện mà ra khỏi cái phòng này là đi ngược lại hết, vì họ đã có cái mưu tính trong đầu rồi. Cộng sản nó đã mua chuộc, cho nên những cái gì mà họ nói đều là không có sự thật, mạo nhận không à. Thì nói tóm lại, thiên tử ngồi đây, núi Thiên Long Sơn ngồi đây, ai mà mạo danh thì người đó gọi là chống trời đó, nghịch thiên. Thí dụ như ở hãng sư phụ mà muốn announce ra một cái thông cáo gì cũng phải có logo, có stem, có chữ ký. Còn bên tụi cộng sản ở Long Hoa Mật Tạng, tụi nó muốn nói gì nói à, nó chỉ dụ được những cái người mà không có đủ kiến thức mà để hiểu được á, cứ lững lững lờ lờ ha.
thì sư phụ cũng chả có cần cái nhóm những cái người lửng lửng lợ lợ nữa. Bây giờ có 7-8 nghìn đệ tử, bây giờ có thêm 50 nghìn nữa trong ngày mai ở khắp hải ngoại nữa. Đức thầy nói những cái số lượng người này cũng chả có giúp con gì, chỉ làm cho con nhức đầu thôi. Cái này là chỉ là có nhóm nhóm, có cái đạo là tu thôi. Chứ bây giờ có tăng số đệ tử lên ngồi đầy cái núi này mỗi ngày, sư phụ cũng phải tiếp cho mệt á, đúng không? Đâu có giúp được sư phụ về Việt Nam làm Minh Dương đâu, đâu có mở được hội Long Hoa. Cho nên ngồi đi, người nào mà còn giữ được cái dấu thiên tâm trên cổ thì còn có cơ hội đi về làm bạn với thiên nhãn trên trời đó, vui chơi với ta ở trên trời. Bữa hôm thiên nhãn hứa như vậy, tức là nguyên thần sư phụ. Còn người nào mà không giữ nổi cái dấu thiên tâm trên cổ mà dục á thì khó lắm á. Đời này chỉ có Thượng Đế thôi là phân xử tất cả. Còn những cái náo nhiệt mà ở ngoài kia đó, họ có thể một lần họ tổ chức khóa hội hóa tu cái 5-7 nghìn người về, nhưng mà cái đó là vì ma ngu tầm ngu, quỷ tầm quỷ. Vì chúng sanh thời nay tâm trí không còn nữa, hãy thấy náo nhiệt là cứ chạy theo. Hồi xưa thì gầm rầm chạy ra thích trong quan, rồi bây giờ làm sao? Rồi chạy rầm 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 theo thầy Thích Nhật Từ, rồi bây giờ làm sao? Chạy rầm 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 theo một đống, theo cộng cỏ, rồi giờ làm sao? Rồi giờ còn chạy theo ai nữa? Thì họ cứ chạy theo cũng giống như là con đùm đướm chạy theo bóng đèn vậy đó, chẳng có biết mình làm gì luôn. Thứ thiệt ngồi đây á, lời nói lời thật không á, cũng giống như cái chùa hiện giờ dưới mấy ông thầy, mấy hòa thượng đem hết vong linh về chùa Đức Viên, và thầy Nhật Huệ là chủ trì để cho đó là tao có kinh Lăng Nghiêm mỗi sáng 5 giờ, không có khuya. Tuy là họ tu khác hơn của mình nhưng mà cuốn kinh cũng giống nhau nghe. Rồi có tăng ni, rồi có ở đó cúng mỗi buổi chiều cho vong linh. Thì cho nên hôm nay hiện giờ luôn nè, ngày hôm nay thì tất cả những ai mà thờ cha mẹ hay là anh em gì chết mà để chùa niệm Phật đường Phim Anh đó, thì lần sau á thì đi về chùa Đức Viên nằm ở đường Amrock á, ngay chỗ Freeway 680 á, về ở đó vong linh được tu, vong linh được ăn, vong linh được vui vẻ, tại vì họ cũng như người chúng ta. Còn hơn bây giờ niệm Phật đường Freeman á là hòa thượng Thái Siêu đã diệt tịch rồi, bị mấy ông thiên tướng kè đi rồi. Tại có lần hòa thượng Thái Siêu vừa mất á, thì họ kêu tới thỉnh tới để nói chuyện, thì thấy có hai ông tướng kè hòa thượng. Vì lúc mà hòa thượng còn sống á, năm 2019 á, thì có con ồ tên là Diệu Hương, bà Diệu Hương á, thì bà đi ra kiếm cái nhà bà lập cái chùa, thì rước hòa thượng về bển, cũng vừa tu vừa có bồ được nhé. Thấy cũng lạ đó, ở đây ai cũng biết, nhưng mà riêng cái người chủ chùa tức là sư phụ thì bị nguyên cái làng này 300-400 nghìn người Phật tử chửi mà chửi nặng lắm. Thằng Kiệt á, nó đuổi thầy, nó làm đủ trò hết, cũng giống như thời nay vậy, giống như thời nay vô chửi. Thì cả cuộc đời mở cái chùa đó năm 2007 đi tu tới ngày hôm nay chả có gì hết, toàn là bị chửi không. Cho nên hôm nay niệm Phật đường tuyên bố đóng cửa cái bên tịnh độ thôi, còn bên thầy Tây Tạng, bên chỗ ngồi thiền hay chỗ dẫn pháp vẫn mở, gọi là đạo tràng. Từ nay niệm Phật đường Freeman sẽ đổi thành đạo tràng. Đạo tràng gì ta, đặt tên đi, đứa nào đặt tên đi. Tới giờ mình không có chùa nữa, đạo tràng tức là ai muốn vô, hãy có thầy rước vô, có chỗ che nắng che mưa, nấu ăn là ok, mình dùng cho nó gọi là đạo tràng. Đạo tràng gì vậy ta? Đạo tràng tu tập nghe tên cũng thường quá. Thiên tâm. Thôi. Thiên tâm mất công, người ta nói ô này nó bỏ tịnh độ có mấy nghìn năm, bây giờ nó lập cái đạo mới, rồi nó đem tượng Phật lên trên núi, rồi nó dở đổi tên, nó cải quá đạo nữa, mình sẽ bị mang tiếng, con phải khôn chút hả? Tâm tịnh hả? Ok, giờ đặt luôn đạo tràng Kiệt, đạo tràng
từ nay sư phụ sẽ kiểm soát chỗ đó, thầy nào vô sư phụ cho vô, thầy nào sư phụ nói không cho vô là không cho vô, là sư phụ trước sau cũng chịu trách nhiệm đúng không? Hồi xưa ông thầy Thông Lai ông quậy nát cái chùa, sư phụ cũng bị chửi gần 4-5 năm. Cái hòa thượng thấy siêu vô ông có bồ ông bị chửi, mà đến ngày hôm nay cả Phật tử họ bắt đầu họ mới biết là giật mình rồi, thì họ cũng đã chửi sư phụ rồi. Một người chửi nó cũng như nước vậy, nó lan ra tới cái bà kia 3 năm sau, cái bà nghe bà cũng tin là như vậy, nó cứ loan truyền cái tiếng xấu, nó loan truyền. Cho nên Phật nói á, cái tất cả cái địa ngục nó ngay cái miệng mình á, cái người đầu tiên nói không có tội nhiều, rồi cái loan ra người, một người loan ra 10 người, 10 người loan ra 100 người, mà cái bà đầu tiên á khi mà biết rõ câu chuyện bà im, thì ra cái bà thứ hai thứ ba bà chưa có rõ câu chuyện bà vẫn chửi tiếp, nhưng mà cái tội nó sẽ trở về ngược lại cái người đầu tiên đúng không? Cho nên làm cái gì nói cái gì phải suy nghĩ cho kỹ á, rất là kỹ mới nói ra coi nó có đúng như vậy hay không, hay là mưu mô của một cái thế lực nào, chính trị nào đứng ở sau lưng. Thì cho nên cả cái họ Thiên mà hôm nay bị một đám mà cộng sản Long Hoa Mặt Tảng nó trà trộn vô đó, rồi dùng ba cái âm binh bùa chú ở trên nhà nên nè, có cái triệu con âm binh toàn là vong linh thai nhi, ông đem về ông nhốt ở trong đó, đứa nào mà bị phá thai thì để anh bắt cầu siêu cho ông nhốt chổng để mà là sai khiến, chứ làm gì siêu nổi, siêu là chỉ sư phụ có siêu thôi. Cho nên bây giờ lĩnh mấy vị kêu đập cái đó, sư phụ vừa đập xuống lấy mấy cái cột thì những tay bộ hạ hay là của ổng gì đó chạy tới để gìn ăn cắp mấy khúc cây đó, để trong khúc cây nó có âm khí á, còn nhớ không bữa hổm Hiệp Thành chụp hình rồi đó, sư chấn ngém chổng. Còn những đứa trên mạng chửi sư phụ giống như con Vân Nhân Tấn á, hỏi nó đi, nó vô đó ngồi thiền hỏi ai mà associate với bên đó là cái đầu óc điên loạn hết. Mấy tụi này cả cuộc đời sẽ không bao giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Cái sân si tối ngày, cái trầm hâm tối ngày sao sống. Mình lên đây phải hồn nhiên ngắm cảnh, ngắm gió, ngắm hoa rồi đúng không? Rồi làm chuyện này chuyện kia có hữu ích. Tối ngày cứ đem trời với Phật với Bồ Tát ra chửi hoài á, con nghĩ tu cái gì vậy? Quỷ thì đội lên đầu, Phật thì cứ đi chửi, được cái gì? Con nghĩ cuối cùng được cái gì? Khẩu nghiệp. Nghe một cái gì á, tại cộng sản nó khôn lắm, chuyện có nó không, không nó có, đó là nghề của chàng, làm cho lửng lửng, đó là nghề của chàng là năm 80 năm nay. Thiên tử ngồi đây, những bác hồ muốn phò hay là chạy cơ gì đó ở chỉ núi này thôi, còn ngoài cái núi này đó là không có đúng. Mạo nhận á là nghịch thiên á, là chống lại với cha của ta đó. Sư phụ vẫn còn thần thông 7 dòng hào quang hiện giờ đó, chỉ bệnh hàng ngày được nè, ngày nào cũng lên mạng nói chuyện con được nè, thằng nào có ngon á lên đây nói đi, trả lời đi, chứ còn lâu lâu cái lên mấy chữ đó là cái chả đá cũng tin. Một chuyển lương thánh dương, một minh dương mà trong sử sách cả nghìn năm nay, con nghĩ giờ này sư phụ dám làm sai không vậy? Bộ thượng đế không biết chuyện gì hả? Chắc là mấy cái đám nghịch thiên này nó nghĩ nó giỏi hơn thượng đế á, giỏi hơn cha đó. Trên đời này không có ai mà giỏi hơn thượng đế hết. Thượng đế đã tạo ra quả địa cầu chúng ta, cho ta có ăn, có mặc, có không khí, có tiền, có bạc, có hơi thở. Đó là cha của thiên nhãn. Sư phụ nói chuyện với cha thường xuyên lắm. Còn cái chuyện mà Đức Thầy xuất hiện ngay là ngày ngày Lập Hội Long Hoa, cái ngày cái giờ trên đời này ông chẳng chừng ông nói 500 năm ông chả có giờ nói ngày có giờ. Sư phụ chỉ nói là trong năm nay thôi.
Còn thầy Hù nói sai á, thì cứ đi về đây tiểu trên cái đầu này nè, đang ngồi sẵn ở chờ Tiên Long Sơn là gán về tiểu đi cái đám nghịch thiên. Tất cả các đệ tử hội thiên trên thế giới lấy hết tất cả những comment những đứa người nghịch thiên, lấy tên của nó vào cái nickname, rồi thầy Hù hỏi mấy vị cái nickname này là tên thiệt là ai, thì từ đó thầy Hù sẽ tất cả thần thánh đều biết hết, khởi tâm thôi đã biết rồi. Chăng phiên nó có nói và lấy hết nickname đưa về đây. Ngày thứ hai bắt đầu từ bữa nay, những đứa mà nghịch thiên đã qua không bốn không bốn là qua tháng tư tới ngày hôm nay đã lâu rồi mà vẫn tiếp tục mang cấu nghịch thiên sẽ không bao giờ được về trời và không bao giờ đời đời kiếp kiếp không còn duyên với ta nữa, không phải là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt nữa và mãi mãi không bao giờ được về núi Thiên Long Sơn để làm hư những đứa khác, vì lòng từ bi nó cũng có hạn. Ở trên mấy vị có nói ma quỷ con cái câu bữa nói gì, cái này câu của mấy vị trên nói nha, nó phải nói cho đúng, phải coi là ghe lời của mấy vị nói. Thưa được dạy từ chút vậy đó. Là của một vị rất là lớn, nói thì không dám nói tên, giờ nó ngày nói nguyên văn nhưng mà thụ như nói khúc chót ngày nói, mấy con phải lưu ý câu này. Về phần thiên ma, tức là những đứa mà nghịch thiên đó là thiên ma đó, tụi nó giờ thiên ma con đó, về phần thiên ma sẽ không độ chúng được và chỉ có thể đánh để diệt. Một vị trời nói, một vị rất là lớn cho thiên tướng nói vậy. Về phần thiên ma không có thể độ được, chỉ đánh và diệt. Mà sư phụ là Bồ Tát, sư phụ từ bi, sư phụ không có làm cái đó được. Tại vì sau cái câu chuyện mà tụi nó cứ chửi hoài đó, thì trên đã hôm nay đã phán như vậy đó. Về phần những cái đứa mà thiên ma đó không có độ được, chỉ có đánh và diệt nó. Ghê vậy đó. Thí dụ người mà còn có lương tri á, nhất tự nhất sư, ngày xưa thù tốt với những cái đứa đó rất là nhiều, chứ không chả làm gì sai hết á, chẳng qua là nó bị cái gì chướng ngại thì chuyện của nó, nhưng mà về tình nghĩa, về mặt đời thù có làm gì sai với ai không, chưa có sinh ai một sen nào, chưa có sinh đứa nào cục kẹo á, chỉ về đây thật tâm theo thiên tâm, theo cha theo mẹ, đeo dấu thiên tâm tu, còn không thích thì đi kiếm thầy áo bông, thầy áo quà, đi kiếm thầy nào thì chuyện khác. Thiếu về người có cái sự chọn lựa đó, tại sao không làm như vậy mà trở về quay ngược lại để mà dục hình tượng của cha mẹ, chửi cha mẹ, chửi Thiên Tấn Kiệt, chửi núi Thiên Long Sơn, rồi lôi kéo những cái người mà mình đã quen biết đi theo con đường của mình, con thấy nó tàn ác không, dã man lắm á. Cho nên mấy vị mới nói câu đó là thiên ma đó, chỉ có đánh và diệt. Cho nên những cái đứa mà bắt đầu hôm nay lấy comment tên của nó xuống hết và để cho Hù tấu trình là lên một cái gì rất là cao. Nó còn lấy đi Trương Ngân Khanh nè, thằng Tấn nè, con Vân nè, con Trinh nè, con Ngân nè, những cái đứa mà bị trúng thằng ma, con Thì Trang rồi đó, lấy hết để cho Hù trình lên để cho tất cả mấy vị biết những đứa này sẽ mãi mãi không còn có linh hồn nữa đó. Bữa hổm Xích Long nói lại, Xích Long nói thẳng luôn á, gọi là phá đạo nghịch thiên, làm cho bao nhiêu người luôn không có lòng tin về cha, cho nên cái phần trăm mười chết bảy còn ba đó, chết hai còn một mới ra Thái Bình.
những cái đứa mà còn ở lại đâu có rảnh đâu mà đi gọi điện thoại. À, con Trang nữa, con Trang ngày hôm qua sư phụ nói Thiên Ánh về dạy con gái nhà ngươi. Ông nói con đã từ nó rồi, ông là đi theo đức thầy của ông chết rồi đó, ba của con Trang á. Ông ngày hôm qua ông hiện về ông nói mà, ông nói ông đã từ con Trang rồi, Trang Tấn á. Nó không, ngươi không có trừ từ được ngươi đại tử của ta. Nó là phạm thượng, nó phá đạo, nó nghịch thiên, nó nghe lời của ma quỷ. Ông nói ông cũng sẽ giờ giống như nằm mơ, cho nó nằm mơ, cũng giống như kiểu má con Trinh vậy đó, bà Thiên Huệ á, mà cho như nằm mơ. Nhưng mà tụi nó bây giờ loạn trí hết rồi, nó cũng chả có khe gì mơ, chả khe gì. Thì Hồ kêu ba má nó ra nói thẳng luôn, đừng có tưởng chết mà Hồ không kêu về được, kêu đứng đây liền á. Nên lấy hết những cái tên trên comment xuống, bắt đầu bữa nay là xóa sổ. Còn đứa nào ngược lại, giống giống nhân đám bữa nay 5-7 đứa quay về, đã từng thờ mấy cái miếng ngài địa thần rồi gì gì đó, thì hôm nay thù trị lại, trị bệnh lại. Tại vì hôm qua hôm kia đó, Xích Long nói những người này cũng còn dính âm khí của ma sói đó, thì từ từ cũng sẽ hết. Nhưng mà về núi chỉ có một mình Thiên Tướng Kiệt mới trị được, tại vì âm thanh và cái điển thanh của thù mới trị được. Còn ngoài ra trên thế giới này đừng có hòng đi đâu mà tìm. Còn nếu không á, về núi chỉ có vật giờ vật dưỡng, sống không ra sống, chết không ra chết, ma không ra ma, quỷ chẳng ra quỷ, người cũng không phải là người luôn, sống cả đời cào cấu. Đây nó dính trong đó, dính trong cơ thể của người, làm cho tâm thần mình bắn loạn. Chiên chua rồi phải không? Rồi mấy vị kêu lấy hết danh sách để mà xóa sổ những đứa nghịch thiên đúng không? Chuyện gì nữa? Nói chuyện mà Thiên Tử ngồi đây, ai phò Thiên Tử thì ở núi Thiên Long Sơn mà không biết, hãy hình thức tâm linh nào không cần biết, thì đó là không có đúng, mạo nhận. Đó là 3-4 cái điểm chính. Thứ hồ rất là đường đường chánh chánh, trắng trắng đen đen. Máy quay phim này nó quay một cái là nó xe nhau cả thế giới. Còn ở ngoài kia đó, những họ thiên đó, ở xa ở gần, phải có một chút xíu, có cái căn bản của cái trí thông minh của người thường, để mà phân tách chuyện đúng, chuyện sai, chuyện như thế nào. Rồi lúc đó đó, hả hùa theo. Chứ còn cái này nó giống như đó, đám chó dại, zombie vậy đó. Nghe chưa có thoáng thoáng thôi, ào theo rồi, khẩu nghiệp. Đừng có bao giờ tưởng là ồ tôi chữa cho đã rồi, giờ chó có tôi sám hối, chuyện đó không có. Bồ Đề Đạt Ba bây giờ còn ở dưới địa ngục á. Còn bây giờ cha nói thời Hạ Hạ Quân lập Đề Đề Thượng Quân Thánh Đức, những người nghịch thiên á, địa ngục cũng đã đóng cửa, chỉ có là xóa luôn, cứ là xóa luôn cái thần hồn luôn á, chưa bấm delete luôn, không có bao giờ còn là con người nữa, mất luôn. Những cái thờ giống Trung Quân hay là Thượng Quân, Trung Quân nữa, thì còn có cơ hội để tái sanh làm con thú hay con này con kia hay cây cỏ. Thời nay chỉ có người tốt để mà sống trên qua địa cầu, còn người mà hôm nay mà lọt sàng lọc thì chỉ có về trời để mà hưởng cảnh thanh nhàn, chứ không có cái chuyện mà nữa nữa. Tại cái trái đất này sau này không có người hung dữ như là một đám chó dại đó, nó y như đám chó dại bị trúng Covid zombie đó. Nó rất là hung dữ, sáng dậy là cứ gọi người này gọi người kia, lôi kéo. Cho nên tất cả những đứa nào mà khôn á là block số điện thoại, không nói chuyện, block Facebook,
tại vì nó truyền âm mà. Tại mấy vị nói cái dạng này nó ghê lắm, nó khi nó bị một đứa nó bị nó phải kéo thêm và nó truyền âm. Nên những đứa nào mà ở xa mà không biết chuyện á, không biết chuyện rất là nguy hiểm này á, người đừng có nói về núi rồi, tại con không biết, sư phụ không muốn nghe cái câu đó. Thụ lên trên mạng này hôm nay là cái clip thứ 10 vậy đó, nói rõ về cái chuyện mà gọi là chánh tà sàng lọc. Rồi chăn khuya á, đột xuất nó cũng lên nói thêm nữa đó, đừng có nói là tôi không biết nha. Trên đời này không có ai mà làm cho đã rồi cái đổi thừa là tôi không biết. Cái chữ tôi không biết không có chấp nhận được. Bộ chăn khuya nó rảnh lắm hả, lên nói á, nghe đi. Bộ xu rảnh lắm hả, kêu tên ma sói ra nói hoài vậy. Tôi đâu có rảnh, ông chỉ là một hạt cát thôi, đâu có là cái gì đâu. Không có cửa, ma quỷ đâu có thể nào đấu lại thắng ông trời. Con thấy bây giờ mấy anh dân chơi ở ngoài đường phố hay homeless, có bao giờ nó làm lại cảnh sát không? Có làm lại được với SWAT team hay là cái nhà tù của sông sắt của thành phố không? Đâu thể nào, cho mày hung dữ cái nào nữa mà cũng là homeless. Ok, rồi, nói chuyện khác. Nhưng mà ngược lại, mình nói cái này, cái âm thanh của giáo hụ, những cái đứa mà bị Covid zombie, gọi là chó dại, thấy cục xương đám tụi nó dí theo. Nó kỵ cái âm thanh này, nó đâu có nghe được. Tụi nó sợ cái âm thanh, tại âm thanh giáo hụ có thần thông mà. Nên bữa giờ cái núi này không có công chúa Thượng Bình phụ với phụ một tay để mà ngày đêm phụ ngày đêm á, ở trong nhà Bùi Trúc để mà thông tin liên lạc mấy gì thì làm sao thanh lọc được cái núi này tới ngày hôm nay nó yên tĩnh như vậy. Và đồng thời á, về mặt đời á, hồi xưa á, giống dân chinh nó phe này rồi nhóm thầy Trang phe kia rồi nhóm Sương phe nọ, đủ phe hết trơn, thấy không, là ai dẹp được mấy cái phe phái này? Có phải là Mai Thảo dẹp không? À, có phải cảm ơn người ta không? Chưa nói nữa. Còn mấy đứa con bị âm binh ở nhà hay là trong nhà mấy con có chuyện gì? Mai Thảo là người nói chuyện với ông Thân Thần Thổ Địa hay Xích Long Bệnh Long. Mai Thảo chỉ ra giống như nhà của mấy đứa này. Toàn là cứu người giúp không à. Có làm gì có hại với núi mình đâu. Nhìn đi. Hú hồ gì mai sói 4-5 năm nay ghét người ta. Là gì? Là giống như kẻ thù không đội trời chung nhé. Là tự nhiên biết mình dưới cơ của người ta. Ma quỷ thì sư phụ là người ở giữa, là thầy của ông bác, cũng là thầy của người này. Một bên thì hát thần thông cũng giúp sư phụ, bên là bạch thần thông, bên nào cũng được miễn làm lợi cho ta thôi. Màu trắng màu đen đối với sư phụ là vậy đúng không? Mới đến cuối cùng sư phụ phải chọn màu trắng chứ. Màu trắng nhờ sao cũng đã hơn màu đen đúng không? Miễn sao đi bắt chuột thôi. Tại cái núi này khi mà nó tâm linh á thì bao nhiêu người ở ngoài kia bị chúng bùa chúng ngải hay là thư ám hay là những người lên can họ biết sư phụ là thứ thiệt thì họ về núi thì họ để mèo đen trị bệnh đó không là ông bắt. Còn mèo trắng á thì làm mấy chuyện khác phải không, đi du ngoạn rồi đi về thiên đình rồi nói chuyện. Cho nên thần thông núi chúng ta là thiên tử đều có thần thông, đều có câu thông với bài trên mới làm thiên tử được. Có một bốn ông rồng hộ mệnh gọi thiên minh thiên tướng mới gọi là thiên tử, chứ đâu phải như mấy thiên tử mà dựng lên tôi là thiên tử rồi có cả mấy trăm nghìn người chạy hù hù theo rồi có một cái phần khổng lồ thì họ tự dựng lên là thiên tử đâu. Thiên tử không có cần tiền, thiên tử có rồng hộ mệnh. Xích Long Bạch Long luôn luôn bên nào cũng bên cạnh sư phụ. Sư phụ mới nói chuyện với cha cách đây chừng 3 ngày là lúc nào cha vô đề á
con trai ngoan của ta. Lúc nào cha cũng vậy, mẹ cũng vậy. Mẹ còn chỉ bệnh sư phụ nữa, bây giờ người sư phụ nó khỏe hơn cách đây mấy tháng nhiều. Nói là con sắp sửa đi về nước, cả nước Việt đang trầm ngóng con, thì mẹ mới cho sư phụ thêm sức khỏe. Mấy cái chiêu trò mà ma giáo của bên tà hay là của bên chính trị, họ chỉ làm cho cái lòng con người lững lững năm nữa, không biết đúng không biết sai, thì là họ thắng, là họ thắng được cái đó thôi. Còn chi cứu tới cùng á, nó không thể nào mà họ có cái gì gọi là cụ thể hay là đúng lý. Còn sư phụ nói chuyện thẳng vậy luôn, là giống như họ nằm trên võng đó, chỗ nó rõ luôn vậy đó. Qua cái chuyện những người phò thư thự sư phụ 50 năm nay, đường cơ Long Hổ 50 năm rồi đó, cũng là một cái thử thách cho những người có công mà hôm nay lại có tội bị lọt sổ. Và đồng thời cha có nói sau này khi con lên ngai vua, đừng bao giờ tin ai hết, dầu cho người đó là những người cẩn thận trung thành. Đây là bài học của con. Tất cả những gì xảy ra trong đời con bao nhiêu năm nay, đó chỉ là cái mô hình nhỏ. Sau này cái mô hình lớn nữa, con phải áp dụng những cái này. Cha nói rõ luôn sau cái bữa đó. Cha mình á, tất cả đều là mô hình nhỏ. Những chuyện mà xảy ra sàng lọc đều là mô hình nhỏ, sau này mới là mô hình lớn. Bây giờ chả có tin ai hết. Đừng có tưởng là cha đã dạy vậy cho phải nghe thôi. Còn muội muội hay là sư mẫu đã tiên thời trước mặt cha rồi, hễ mà sanh lòng hay là làm cái gì mà không đúng với phụ là bị chịu về liền. Chịu về là gì con biết rồi đó, ngay lập tức. Sư phụ không có số mệnh. Nếu sư phụ làm sai, mê sắc hay là có bồ, sư phụ mệt lắm á con. Không có để cái hàng đệ tử đâu. Chuyển lưng thánh dương mà đâu phải người thường. Thiên nhãn cũng ký đầu sư phụ nữa. Còn những người bên cạnh là những người quan trọng, cũng phải tiên thề. Chứ đừng có tưởng là mấy cái người này cốt tiên xuống, con Long Dương, con ông trời này nọ mà không tiên thể, tới sắc phạm á, cũng là sắc phạm đúng không? Nhưng mà đều phải có tiên thể, chịch cái là bị chịu hồn đi liền. Chị nói, trên nói, cha nói, cơ hội sống tới 88 tuổi, bây giờ sổ 58, còn 30 năm. Sổ nói sâu lâu quá, sổ chỉ cần 5 năm thôi là cả cái thế giới này xong. Quân đội của sư phụ sẽ lấy hết tất cả Đông Nam Á. Thằng Miên là sư phụ lấy trước, Lào, những cái đảo xung quanh. Sau đó sư phụ lập một cái sơ đồ để cho hậu thế rồi sư phụ đi. Nhưng mà nói gì nữa, con sống 88 tuổi mà lúc đó đó, về kỹ nghệ khoa học để mà bảo vệ xác phàm á, con muốn sống thêm nhiêu á thì con cứ mà sống thêm. Sư nó đó đủ rồi. Tại lúc đó những đứa con sư nó lớn lên, nó tiếp tục nó lo cho nước Việt. Ở trên trời rất là sung sướng, cả ngày cứ tung tăng ca hát không, chứ không có như chúng ta phải lo ăn cơm, phải lo đi làm, phải lo chạy theo cái chuyện này chuyện kia, còn phải lái xe, rồi xe hết xăng còn phải đổ xăng rồi nữa, nên kia bay không à. Không có chuyện mà cực khổ, chung là không có gì gọi là cực hết chứ. Mấy cái bác đó mình không mời tới ngồi nghe ta, ông đi lên để thám thính rồi. Thiên đứng kiệt này vàng thiệt hay vàng lửa, cứ mời ta tới ngồi. Mình là vàng thiệt, mình không có gì sợ ai chứ. Khi nào thua là vàng giả kìa mới sợ. Rồi mấy con cứ thử thoải mái.
dùng cái chữ là thử thoải mái. À, được rồi, chỗ không kể đó. Ta đi thôi, mốt thấy mấy người lạ cho ta tới. Để cho ta biết rằng thiệt như thế nào. Đúng ra đó, phụ đầu thai thành người Mỹ á, là nó để sư phụ vô cái chỗ nào á, là cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Tại vì cái người này lạ quá, con của ông trời mà sao không lạ. Trời ơi, nó thấy tượng sư phụ á thì nó lại xói chán. Cái thằng cha mà bị đóng ba cái đinh á là nó cũng đây nè. Có, nghe cái thằng Á Châu á mà nói là reborn rồi kiểu ấy, họ đâu có tin. Nhưng mà thần hồn là một. Hồi nãy cái bài nãy sư phụ đọc á là Mohammed cũng là sư phụ, Chúa Giêsu cũng là sư phụ. Ở trên bài trên nói vậy mà. Lập đạo là nghề của sư phụ, vừa lập đạo vừa an bang quốc gia. Sư phụ ho có hai cái tài mà không có đời nào gọi là tu ở trong chùa ra hết, nhưng mà biết về đạo đức, biết dạy con người ăn hiền ở lành. Những lời sư phụ nói ra là có ích lợi cho nước Việt, cho thế giới. Những lời sư phụ nói ra đều là có lợi cho tất cả những người nghe. Những điều tiên tri sư phụ nói ra có lợi cho thế giới. Đó là rồi những chuyện mà thụ làm đều có lợi cho cộng đồng. Cái gì cũng có lợi hết. Còn xuống trần, hồi xưa sư phụ chỉ chịu khổ mấy năm rồi bị đóng đinh thì cũng là khổ. Xuống trần sư phụ cũng đã gì, chúng sanh cũng chịu khổ, qua đây cũng sống lê hết cũng là khổ. Một mình tự lập lên rồi một mình sống, rồi bao nhiêu chuyện ngang trái của tình đời gọi là phủ phàng, bao nhiêu phản bội của những người thân cận. Hôm nay những hàng đệ tử thân cận phản bội để mà đi theo tà. Tại sao lại có những cái hiện tượng đó mà bề trên là cho sư phụ phải trải qua những bài học này? Đó là vì khi sư phụ về làm vua, cha nói nó là một cái mô hình nhỏ mà. Cho nên sau này á, trong Dinh Độc Lập sư phụ có 1,000 người na ni hay là mấy cô nào thân cận, họ cũng có thể bán những cái bí mật đi ra cho kẻ địch, đúng không? Thì cha mới dạy tất cả những gì xảy ra đều là cái mô hình nhỏ để con học. Tại vì dùng đệ tử để làm thầy mình, dùng những người lo cho mình để mà làm thầy mình, tại vì họ tạo phản thì sau này khi về Việt Nam thì cũng dĩ nhiên cũng sẽ y chang vậy. Cho nên chưa bao giờ giận ai hết, cũng chưa bao giờ oán trách ai hết. Tại sao xảy ra vậy? Tại sao? Tại vì bản thân của họ mong cầu, và vì họ không có lòng tôn kính, và vì họ cũng không biết cái gì trắng là cái gì đen. Nhất là con Lệ, chả biết tu. Lệ trên thế giới nó cũng nằm trong cái danh sách là mất cái linh hồn mãi mãi. Mấy con gom hết cái comment đưa cho phụ để mà phụ nộp xuống cho phải có cái tên, rồi lấy mấy cái certificate nó lấy ra khỏi hội trường rồi bắt đầu mới nộp lên trên đó. Bây giờ nó đã qua sàng lọc rồi, đứa còn ở lại thì không có chuyện gì nữa. Ở trên cõi thiên đình đó, là một cái cuộc sống vĩnh cửu hàng tỷ năm. Cái hồi hôm nay chỉ có 3 ngày thôi là đã trải qua mấy chục nghìn năm trái đất. 100 năm một đời này nó như là cơn gió thoảng thôi, mà chúng ta đã trải qua, chúng ta nghĩ là lâu, nhưng mà trên kia nó không có lâu, rất là lẹ. Là vì chúng ta sống quá khổ, chúng ta nghĩ là lâu. Chứ trên kia nó là mới thoáng thôi. Là hôm nay thù đã già rồi. Giống như mấy thù hỏi mấy vị mà đi theo thù, như mấy vị rồng á, là ngày thù vừa sanh ra là rồng bay vòng vòng trong cái nhà sư phụ đó, nhà của ông thợ mộc á. Bay vòng vòng thì lúc đó ông thợ mộc á là ông gọi là ông Ngô Văn Sến, ông Nam Phước. Nhà thù có chạy cưa tên là
xưởng cưa Phước Lợi. Thì ổng mới vẽ mấy con rồng đầy trong bức tường. Hàng xóm hỏi ủa sao ông thích vẽ rồng. Ổng nói là ổng nằm ngủ là ổng thấy mơ mơ màng màng thôi, là ổng thấy rồng ba vòng vòng đầy trong nhà hết. Thì trong nên cái nhà của sư phụ xưa là ba của sư phụ vẽ rồng đầy hết. Thì bây giờ sư hỏi mấy ngày nói lúc mà thiên tử đã chào đời thì đã có rồng hộ mệnh từ ngày đó rồi, cho tới ngày hôm nay Xích Long cũng vẫn còn bên cạnh sư phụ. Mới sư mới vừa nói chuyện cách đang tiếng mà ngài cũng đang đứng đây mà. Sư phụ đi du lịch hay đi Houston này, đi travel chỗ này chỗ kia thì mấy ông cũng vẫn là bên cạnh sư phụ, không có xa. Chỉ có thiên tử mới có rồng hộ mệnh. Còn ngoài kia ai mà ngon là nói có rồng hộ mệnh thì dám nói đi. Học máu chết liền á, mấy vị giật liền á, mấy vị trời á nghe, đâu ra đó nghe. Không mà giỡn chơi thì được, nhưng mà tâm linh không có giỡn chơi được, không có nói bậy được á. Cho nên những cái lời của sư phụ nói, những nhà thần học, những hòa thượng hay những vị lớn, người ta phải dựng tóc á. Không phải ai mà muốn nói xưng hô, muốn nói gì nói đâu. Trên đời này có ai xưng hô tôi là chú Sư bị đóng ba cái đinh không? Mấy vị kêu sư phụ nói sư phụ mới nói á. Sư phụ ngày đầu tiên mà hơi nói mém mém nữa. Bây giờ cứ nói thẳng, bây giờ tụi nó ngu quá rồi, nó không có hiểu gì hết thì nói thẳng đi. Còn có mấy tháng nữa không nói thì sao cứu nó. Bị la đó. Còn nó mém mém làm chi nữa, tại nó mém nó không có hiểu. Giống như ngày xưa mình nói ma sói là ai, tụi nó đâu có hiểu đâu. Nó kêu tên cha nó ra luôn. Tiền kiếp sư phụ là chú Hồi Xu, hôm kiếp này sư là Ngô Tuấn Kiệt. Đó là 1,000,000%. Phụ nói chuyện với ông Peter, nói chuyện với người gì này vậy kia. Mấy ông cũng vẫn kêu sư phụ là ngài mà. Tại sư phụ là tiền kiếp sư phụ là sư phụ của mấy ông đó. Hôm nay mà ông thành thánh rồi, bây giờ ông buổi dịp nè, sư phụ nói chuyện hoài 2-3 ngày đi ngang cái miếu ở dưới Công giáo á, là nói chuyện với ổng. Ông nói bây giờ người Công giáo á, bên tòa thánh Vatican á, là cũng đã biết sư phụ là Chúa Sư Tái Lâm á, nhưng mà họ chờ cái thời gian để họ thừa nhận thôi. Chứ còn lúc này họ chưa có ready để thừa nhận. Họ biết Chúa đã tái lâm ở đó. Cũng giống như những nhà Ramache của Tây Tạng, thì mỗi lần mất á, đi đầu thai ở một cái vùng làng nào, hẻo lánh nào đó, thì đệ tử đi tìm vậy đó. Thì cái linh hồn nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nhìn lại đi, những cái hành động, những cái tánh nết, Chúa Giê-xu, sư phụ cũng đánh giống hịch nhau, chứ một 2 mét cũng giống hịch nhau. Là một người, ổng cũng chinh chiến, rồi ổng cũng chiến lược, ổng cũng lập đạo, ổng cũng là con trời, Chúa Giê-xu cũng là con trời, chỉ có con trời mới lập đạo, chứ những vị lỗi lạc không có lập đạo. Cũng giống như Phật Thích Ca, tu rất là giỏi, PhD, chỉ là ra một cái phương án, một cái phương trình và một cái công thức, một cái con đường, một cái gọi là triết lý để cho mình đi theo. Phật cũng chưa có dám xưng là giáo chủ á. Coi lại đi, Tam Đại Tạng Kinh chỉ là triết lý. Cái này là giáo chủ thiệt nè, con trời thiệt nè. Cái đó là rất là khác nhau, lớn lắm á. Thì sau này nhân loại toàn thế giới này thu về chỉ có một đạo, đó là đạo Thiên Tâm. Còn hôm nay mà mấy cái đứa nghịch thiên á, mà nó chỉ có biết sân si và nó biết hầm hồ mà nó không biết phân tách à. Rồi nó nói che chúc phế sư phụ, mấy ông rồng bỏ sư phụ không còn thần thông, cái này nọ. Cái đó là nó, cái đó là do cộng sản kêu tụi nó nói như vậy để mà lôi kéo. Mục đích của nó là lôi kéo những đứa nhẹ dạ, đúng không? Mà mấy con ngồi đây mấy con thấy thì sao? Đâu có, phải không? Vậy mà ngoài kia cũng có người tin cái đám nghịch thiên đó. Con nghĩ một thiên tử xuống trần mà hàng nghìn năm trong sử sách đã ấn định bao nhiêu nhà tiên tri thế giới, đã ấn định. Con nghĩ cha để lúc này để mà cho thụ làm sai hả? Mặt mũi của cha như thế nào? Mặt mũi của hội đồng chư Phật như thế nào? Tất cả kinh điển của thế giới như thế nào? Suy nghĩ chút xíu đi. Nước Việt mình như thế nào? Ai về đó làm vua?
chẳng lẽ vị cộng đưa thằng nào lên làm minh vương á, là nó là sấm cơ của đức thầy đường này lên làm minh vương hả? Chuyện kỳ, không có vụ đó. Người có chân mệnh là người có chân mệnh, còn á đá là đá, vàng là vàng, kim cương là kim cương. Thí dụ ngày hôm nay vẫn là hạt kim cương sáng ngời. Chỉ có một cái về mặt đời á, thì cha cho những cái người theo phò toàn là đầu thai nữ đẹp, cho nên thành ra sẽ bị tai tiếng lại chỗ đó. Rồi cái đi trên mạng đi đâu mùa mùa cũng theo rồi, sư mẫu rồi thêm mấy đứa này nữa, cái là bị tai tiếng. Cái đó là ta chấp tướng chứ, nhưng mà đẹp cũng là tiên xuống là đẹp đúng không? Đâu đẹp mà nhìn cái hành động người ta làm được cái gì mới là quan trọng. Đâu phải thấy người ta đẹp cái là cái ghét, cái xuyên tạc, cái chửi luôn cho phụ. Cái đó là gọi là vô tri vô minh. Bữa giờ mấy con ở gần núi, Mùi Mùi giúp biết nhiều đứa đúng không? Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện con, chuyện hên, chuyện xui. Rồi chuyện đứa này thì bị chúng bùa, chúng ngải. Mùi Mùi giúp, sư phụ cũng giúp, cả hai mới hợp tác mới giúp. Giờ hai chiếc đũa, một chiếc sao ăn? Sư phụ một chiếc á, sao làm việc được? Sư mẫu bả nhà, bả lo đưa rước mấy đứa nhỏ đi học. Thứ bảy chủ nhật thì tennis, piano, đánh đàn. Rồi badminton, trộn đủ activity hết. Rồi dẫn nó đi legal gì đó, tùm lum hết. Mua cà rem. Bả đâu có rảnh đâu, bả giúp sư phụ gì đâu. Chỉ có sư phụ với mùi mùi ngày đêm ngồi nói chuyện với mấy dì. Có nhiều bữa sư phụ vô đó, Quyền Châu, Hiền Thế về nói chuyện với phụ huynh. Trời ơi, sư phụ nói chuyện với vợ của sư phụ á, tình cảm ngọt ngào. Thấy không? Kể lại năm đó, thời đó, này nọ. Tại vì sư phụ nói chuyện với sư mẫu bằng cái nguyên thần nó dễ hơn là nói với cái xác phàm. Xác phàm còn giữ thể diện, người Bắc, người Huế họ cứng đầu lắm, không biết không? Sorry nha, ngoài em mình mắc cỡ rồi đó. Còn sư phụ nói chuyện nguyên thần, có là có, không không. Giống như chuyện qua sư phụ đi tàu á, cái sư phụ nói muội muội, sư phụ nói Hiền Thê, về nói chuyện với phu quân. Tại vì nói chuyện với người trời mình phải dùng người đó, tại vì xưng hô biết nó quen vậy đó. Cái lúc đó Quyền Châu về nói, sư phụ mới hỏi chứ, nhớ ngay giữa dòng sông này không? Tại chiếc tàu sư phụ đang đậu ở dưới cảng Ốc Linh á, là cũng gần ngay cái chỗ đó luôn. Sư phụ có chiếc tàu là B-Liner 27 feet, nó cũng có phòng ngủ. Mà bữa đó mưa, cái thụ neo ngay giữa dòng sông. Giữa dòng sông là có chuyện gì rồi? Trời ơi, nó peaceful á, xanh lên mấy cái chuyện gì mình không biết không? Thời đó khoảng năm 2005 á, là 2006. Cái thụ dương mẫu thời đó là gặp bồ mà. Cái lúc đó cái Quyền Châu về nói, hỏi mùa Hiền Thê có nhớ không? Nhớ ngay chỗ này không? Thiếp nhớ. Anh biết bữa giờ lại nhiêu năm rồi, 10 năm rồi không? Vậy mà nhớ rõ luôn. Tức là ba người thành sáu người. Thôi nói chuyện với nguyên thần dễ hơn nói chuyện với người thiệt các bạn. Giống như thôi nói chuyện với sư phụ tức là thi nhãn á. Thôi phải hỉnh ý him á, làm chặt á là thi ký đậu sư phụ á. Ví dụ như bữa nào mà làm gì đó là sư phụ mới nói trước. Cũng giống như trước khi bữa hổm mà xảy ra đó, thì đã nói trước bữa nay nhà ngươi sẽ học bài học, thì kêu sư phụ bằng nhà ngươi không à. Cho nên những cái lời mà mấy đứa nó post lên á là của ai là thiệt không á. Của Thượng Bình nói, Thượng Bình tức là người này đúng không? Của Quyền Châu nói, hay là của Thiên Nhãn nói, hoặc là của Thiên Tướng Kiệt nói, là sư phụ đang nói là Thiên Tướng Kiệt đúng không? Rồi của Mai Thảo nói. Mai Thảo gì con biết rồi đó, cục đất làm gì biết nói. Ai nói thì nói, nín tình đúng không? Thì coi như Mai Thảo là dead tone rồi, không có nói. Còn Hạnh Thảo tức là sư mẫu, làm gì bả lên mạng bả nói đúng không?
Cho nên hai người này là không có lên đây giảng pháp hay nói gì hết. Chỉ có Nguyên Thần á, là Huyền Châu nói. Thì lâu lâu Việt Hồng á, nó ghi xuống mấy cái thư bút á, là lời của Bồ Tát nói. Rồi Thượng Bình cũng nói. Cái mấy lần chú hỏi Thượng Bình, nói mùi mùi thấy cả đám mấy đứa đệ tử nghịch thiên nó chửi mùi mùi từ xưa giờ, ăn hiếp mùi mùi, đuổi mùi mùi xuống núi tối ngày đó, mùi mùi có cảm giác gì không? Biết Thượng Bình trả lời không? Không, mùi mùi không thấy gì hết, thấy thương họ thôi. Cái hỏi hay Mai Thảo thấy làm sao? Em ở thời gian đó em buồn em xuống mấy chục pháo. trong khi Thượng Bình á thì đâu có buồn, đúng không? Nó rất là như thử thách. Bữa hôm người này bị mấy đứa kia hiếp á, buồn á, về nhà chỉ là đọc kinh với ngồi thiền không à, ăn chay á, xuống mấy chục pháo. Bữa nay vui lại hơi chấp điện chút. Công chúa trên trời vậy. Lâu quá thái tử thích thái tử nhớ Nguyên Thần Thiên Nhãn. Hôm nay có đông đủ mấy đệ tử ở xa gần tới đây ở Houston. Thiên Nhãn có gì về để mà chỉ dạy cho mấy hàng đệ tử này mấy lời, tại những lời Thiên Nhãn mà nói á họ coi rất là quan trọng và họ bỏ lên trên mạng truyền thông để họ học hỏi. Còn lời của sát phàm của Thiên Nhãn nói á thì cũng một số người cũng học, một số người không có tôn trọng. Thì thái tử thỉnh Thiên Nhãn về cho mấy xin mấy lời gần đây nè. Xin lỗi Thiên Nhãn, không muốn làm phiền thầy vợ Thiên Nhãn, tại vì có mấy đệ tử rất là hâm mộ và thích nghe Thiên Nhãn dạy. Thiên Nhãn có gì dạy cho hàng đệ tử mấy lời để cho họ được học hỏi và có lòng tin. Có ai muốn hỏi điều gì? Thiên Nhãn muốn hỏi, ai muốn hỏi điều gì cứ lên tiếng. Thưa sư phụ, con là Thiên Xuân Trường, con xin nêu một cái ý nhỏ này. Hỏi đi, đừng có nêu ý. Thiên Nhãn hỏi, có hỏi gì hỏi, câu gắn gọn. Là con xin nói với Thiên Nhãn là khi mà chọn Long An để mà sau này sư phụ đem nhà máy về sản xuất con chip ấy, thì đây có phải là cái lý do mà sau này nước Việt giàu mạnh và giỏi giang nhất thế giới không ạ? Thưa Thiên Nhãn. Thiên Nhãn người trời mình hỏi chuyện hai thách chết. Nó hỏi sư phụ mình. Thiên Nhãn là người trên trời mà. Đó là một trong những lý do. Câu hỏi mình. Thiên Nhãn nó làm rõ là trong những lý do. Đó là một những lý do, đó là câu trả lời là một trong những lý do. Hỏi nữa đi. Tức là sau này nước Việt mà sau chiến tranh sẽ lập nước mới mà đất nước rộng rãi đó, thì tất cả những nước liên bang chẳng hạn như Mã Lai Á, Thái Lan, Campuchia, Lào thì nó là trở thành 13 cái tiểu bang giống như nước Mỹ Nguyên Thủy. Thì thưa Thiên Nhãn, đây có phải là sau này mình sẽ lấy những cái tinh hoa của 13 tiểu bang đó để lập lại nước mình giàu mạnh hơn, giỏi giang hơn trong chơi Thiên Nhãn? Câu hỏi này hơi lung bụng á. Trước khi là làm sao cái nước Việt lớn ra như vậy, phải hỏi câu đó.
Thì Nhãn trả lời sau này cách nào mà làm cho nước Việt mình mở rộng ra bờ cõi? Các nước đó sẽ thành chư hầu. Tất cả các nước đó sẽ thành chư hầu. Còn câu hỏi tự hỏi nó hơi vòng vòng quá. Tất cả miên Lào và nước xung quanh sẽ thành chư hầu của sư phụ, của Thiên Nhãn. Vậy mà có cần phải dùng xe tăng, máy bay, đạn pháo để chiếm hay là tự nhiên? Không cần hả? Lý do tại sao không cần mà họ chịu làm chư hầu cho nước Việt? Thượng đế đã ấn định. Hỏi gì nó hỏi đi không? Nguyên thần của sư phụ đang đứng đây á, là Thiên Nhãn á. Khác với sư phụ là ngu lắm. Thiên Nhãn rất là khôn. Thụ 1 hay 0 đến 10 á. Coi xóa cái đó thì quay ngay cho hộ thôi. Ở ngoài đó mấy cái máy này quay được, cho mấy máy kia đừng có quay. Cho một câu hỏi nữa, nó không thì nhẹ em phải đi á. Rồi. Nếu mà sau này như vậy thì các như là thánh thất của bên Hồi giáo cũng như là tòa thánh La Mã như vậy thì đạo Thiên Tâm là một trong những cái chỗ đó có còn đứng vững được nữa không? Đã là một là một. Đã là một đạo là một đạo. Thì trả lời vậy đó. Chuyện đó không đến để người lo. Thầy tự xin lỗi Thiên Nhãn là mất thời giờ. Cảm ơn Thiên Nhãn đến đây nói mấy lời tạo lòng tin cho mấy đệ tử. Phải xóa trong cái iPhone luôn á, để có không recover lại. Mấy con không có nên quay mấy cái này á. Chỉ có mấy cái máy mấy đứa nó quay thẳng sao được. Không có nên mua quay á. Như Thiên Nhãn đấy, chuyện đó không có để cho người lo. Ông này không lo cái gì đâu không? Hỏi ta hỏi câu gì quan trọng, hỏi gì đâu không? Cha đã ấn định tất cả những nước Đông Nam Á sẽ là chư hầu của nước Việt. Là cha. Còn đạo á, sư phụ nói sẽ thống nhất thành một đạo. Là tự vì sau này người Hồi giáo, người Công giáo, những mà giáo chủ của họ, những người mà có chức vụ cao đó, họ cũng có những nhà thần thông. Không có nguyên thủ quốc gia, không có quốc gia nào trên thế giới mà không có những nhà tâm linh sau lưng. Tâm linh gặp sư phụ là vua tâm linh, thì họ đều phải nhận ra nhau, đúng không? Thì họ biết sư phụ là ai, thì họ có hỏi những cái nhà tiên tri xung quanh họ, có phải ở đây là giáo chủ của mình ông Mohammed bây giờ mang kiến cận không? Thì nói là yes, thì là họ tin, đúng không? Huống hồ chi phụ là vua nước Việt, là có cái tiếng của khi ta là vua thì tiếng nói ta sẽ lan rộng toàn cầu. Chúa sư có nói vậy mà. Thì cộng lại với họ cũng có những cái nhà thần thông, cho nên thần thông nó sẽ liên kết với những người có thần thông, và tự nhiên họ biết. Thì đến ngày hôm nay, hồi xưa ta ra đạo Công giáo 2000 mấy năm trước, ta chịu khổ đóng ba cái đinh để mà đóng cái màn phim để mà làm động lòng người, chịu tội cho các ngươi, amen whatever, phải không? Xuống đây chịu tội, đó là cái hình thức thôi.
tới một ngàn mấy năm sau xù ra cái đạo Hồi giáo để cho người ta có những cái quy tắc là giống như lễ Ramadan, lễ này lễ kia để cho họ sùng đạo. Nhưng mà cuối cùng họ bè nhau thành một đống quốc gia toàn là đạo Hồi không. Rồi cái đi gồm một số thiên ma nó giả bộ đạo Hồi đi khủng bố cũng là sai. Mà đạo Công giáo, đạo Hồi là cùng một nguồn gốc nghe. Họ không có tin nghiệp quả. Tại vì nếu mà dạy tới nghiệp quả nó nhiều lắm, học không có kịp thì mình đã hết 100 năm rồi. Chỉ ăn hiền ở lành hiền với tuân thủ về Thượng Đế thôi. Hai đạo đều giống nhau, đều là thờ Thượng Đế. Còn đạo Phật là hồi nãy thầy đã nói, nó là một cái triết lý mà Phật Thích Ca tìm ra được. Cái thời này là thời vàng kim, đạo Thiên Tâm ra đời. Cũng là thờ ai? Cũng là thờ cha. Họ bên Hồi giáo họ đâu có mất cái lòng tin họ. Bên Công giáo cũng chả có mất lòng tin luôn. Nhưng mà ba là một, một là ba. Đây, ngồi đây cũng là cùng một người. Thì hồi xưa ta là thầy các ngươi 2000 mấy năm trước, 1000 mấy năm sau Hồi giáo ta cũng là thầy các ngươi. Hôm nay 5200 thế kỷ 20, ngày 2017 ta ra cái đạo mới để cứu các ngươi thì cũng giống nhau. Khi mà một đời này có thể là họ tin, nhưng mà sau đó thụ về trời rồi á, họ lại tin hết. Những cái gì cũng giống như những nhà họa sĩ á, cái vẽ đi. Hôm nay cái bức tranh á dục rác á, không ai bán, mua một sen không ai mua. Mà đến nhà họa sĩ đó mà mất rồi á, bức tranh á thì là viện bảo tàng quốc tế, con có biết không? Thì con nghĩ cái đạo này sau khi hội về trời nó sẽ lớn mạnh như thế nào? Con nghĩ chứ chắc là họ phải giải tán cái sư phụ. Cái gì? Khi sư phụ về trời rồi thì chắc họ phải giải tán. Để à, chỉ còn một đạo Thiên Tâm là trường. Tất cả từ từ sẽ về đạo Thiên Tâm hết. Quang vô lâu rồi? 1:22. Ok, thôi nói tới đây xin tạm biệt nha. Để cho thằng Trung đi bắt chuột. Sư phụ nói chuyện này rất là quan trọng. Trước mà mình thỉnh ông về mà quỷ ở đâu ấy em lộng hành không, thì có ông là mấy con yên tâm cứ dưới ngồi thiền thoải mái. Giờ núi mà là sạch trơn ở bên Thiên Long coi kiếm mà ông đời tiên trắng thôi ạ. Trời ơi, bữa nay mấy tiên nó đãi nha, đừng có quay về hướng này. Mua đó này. Đệ tử này cứ quay một mẫu. Rồi nhang đợi.
hàng đi. Thank you. Đừng để lên, con đi xuống đây. Ê Long, mấy cái dù bỏ vô giùm sư phụ. Nó gót ruột. Ê đừng có đốt, lửa nó cháy. Long Long lấy dù bỏ vô hết. Bạn nó đốt. Cháy cái là thầy trò chả không kịp hỏi nó. Ngủ nó dễ cháy. Thu nói chuyện với ông Tề Thiên á, Thu nói chuyện với Nha Cha nữa. Nha Cha bây giờ đang theo Phật Bà ông Âm. Thôi mọi người hồi thúc mình ông mát đi để giữ cái nhan sắc của sắc phàm đó. Tôn hành giả cũng thích đứng ở đây để ngắm cảnh, thì ngay cái địa điểm này là ngài tôn hành giả yêu cầu lập ở đây, thì xin thần cũng đồng ý để làm bạn với tôn hành giả. Hôm nay thế tử đã thực hiện lời của ngài mong cầu, đó là thế tử đã làm xong cái miếu của ngài tôn hành giả. Hôm nay thế tử cùng mấy đệ tử đứng ở đây với công chúa thỉnh ngài về đây để mà ăn cái buổi gọi là ta tăng gia hả? Tăng gia. Của tăng gia nhà mới của ngài. Và đồng thời thế tử vô chúc mong cầu là ngài nên giúp thế tử khi thế tử rời khỏi Thiên Long Sơn lo cho trăm họ không có mặt ở đây, không có những người có thần thông cao ở đây chở thiên ma và những tà trở về núi để mà hoành hành, để mà ăn cắp con của thế tử nữa, giống như rắn vậy, nó ăn cắp trứng, cắp gà con của thế tử, nó ăn cắp được mấy chục con rồi, nó nuốt vô bụng nó hết rồi. Còn hôm nay những đứa đệ tử còn ở lại với thế tử thì mong ngài bảo vệ cho tụi nó.
đừng có bị cho nó theo tà núi này, không có tà trà trộn ra được. Hôm nay cũng thỉnh ngài và đãi ngài buổi tiệc do Mỹ Thiên Mỹ Tiên nó đãi. Đây, đi Mỹ Tiên đây. Mong ngài cho nó mau có chồng. Okay. Mỹ Tiên chúc ngài ngon miệng. Hôm nay đãi gà luộc. Ngài có gì thì ngài nói chuyện cho Thái Tử biết. Dạ, quay, quay. Rồi im im để giọng nói chuyện. Tử chào ngài Tôn Hành Giả, đâu có ưu đãi cái này cũng thường. Mà ngài có vui không? Ngài có vui thì ngài cứ mời bạn bè ai ngài thích ăn bữa tiệc nho nhỏ ở đây, có rượu có trái cây. Thì bắt đầu từ hôm nay những đứa đệ tử biết ngài ở đây sẽ lên đại tiệc ngài thường xuyên. Mong ngài ngự ở núi này cái địa điểm ngày chấm là ngắm cảnh. Ngài có gì chỉ dạy cho chúng sanh ở cõi ta bà này không? Ngài nói những ai đến đây bất kính, ngài sẽ dùng thước bản để mà trừng phạt. Thì tất cả các con nghe rồi phải không? Thì Hải Tử hôm nay cảm ơn ngài Tôn Hành Giả Giá Lâm. Và hôm nay nơi này là cái dinh của ngài, Hải Tử sẽ làm cái tên nữa. Thì mong ngài cứ tự nhiên hưởng dụng. Hải Tử đi qua phía đây ngồi. Cho một cây thứ bảy. Làm nhớ chủ ngoài để đi. Ở đây nó có câu chuyện này. Cách đây lúc bây giờ mua núi năm 2014. Năm 2014. Thì lúc đó ở trên á mấy vị kia mỗi ngày cho hội đi làm về, làm công xưởng về. Thì khoảng 5 giờ chiều về mặc áo trắng, giày trắng. Cũng ngồi ngay cục đá này cũng ngay đây. Ngồi đúng 49 ngày, ngồi một mình vậy đó. Tại vì ngay chỗ này nó không phải là núi mà lõm nghe. Là cái bàn chân của ngài Xích Cước Đại Tiên. Dậm lên nó thành cái lõm này nè. Là cái dấu chân á của cái ngài Xích Cước Đại Tiên là ông Bát Tiên á. Tám ông tiên đó là cái ông Lý Trung Quỳ á. Là cái dấu chân. Thì sư phụ cũng kêu ngài Xích Cước Đại Tiên là sư phụ á. Thì ngài lúc đó sư phụ ngồi đây 49 ngày để nhận những cái điển á. Rồi sau đó cha mẹ mới cho thần thông. Thì sư phụ mới có thay đổi một con người mới. Ngày hôm nay thì nó mới có cái năng lực trong người. Cho nên khi mà con thấy á, những người thường á, nhớ mấy năm trước sư phụ livestream 9 tiếng không biết mệt không. Thụ can lần đó cả trăm bài cũng không biết mệt. Người thường không có khả năng làm đó. Nhìn cũng biết quá không. Còn nói chuyện 9-10 tiếng mà không có một tờ giấy lụm lưng cũng phải dễ nói. Con hiểu không? Nhưng mà sư phụ là một là một. Nhưng tự sư phụ là một người ở không phải qua đi cầu này. Thì dĩ nhiên cái năng lượng nó khác hơn năng lượng của người phàm. Thì cũng nhờ ngồi thiền ngay đây á. Ở đây hôm nay có ngài Tôn Hành Giả ở đó. Thì sư phụ ngồi đây thì làm bạn với ngài phải không? Sư phụ ở đây có ổng đây, sư phụ an tâm. Ngồi qua đêm 12 giờ khuya ngồi chỗ này đã lắm, nó yên dữ lắm. Không ai biết luôn. Những cái lễ hội mà nhiều lúc mà mệt quá, không có chỗ sư phụ núp. Sư phụ phải chạy lên đây ngồi, đâu ai biết sư phụ ngồi đây đâu. Ở dưới thì cứ lao nhau kiếm sao đã đi. Cứ vô điện mẹ, vô tùm lum nhà bụi trúc, bụi vàng gì kiếm. Kiếm ở đâu có thấy đâu. Đâu gặp, ngồi đây. Cho nên chỗ này ít người biết lắm. Hôm nay sao đông quá trời. Hôm nay đông á.
một là đồng người, mốt kiếm sư phụ không có, lên trên chỗ chỗ dinh của ông Tôn Ngộ Không là chắc gặp. Dinh đó ở đây. Tất cả những vị trong mà trong nhân gian mình á, nó không phải là huyền thoại hay là phim nha con, ông thiệt á. Đứa nào mà lên đây bất kính là ông để một thước bản á, nắng không nói hả? Lên đây ngồi nè bà Bạch Kim, ngồi đó chị nó nắng không? Đây nè. Ngồi đó đi. Bạch Kim ở Canada, nhưng mà những đứa mà gọi là nhất tự nhất sư của sư phụ á, thì những đứa mốt sẽ theo sư phụ để đi vô trong nước Việt, để mà làm cái ban mà giống như cái dành đai của sư phụ vậy đó. Thuộc cần khoảng 100 đứa, tiếng Mỹ lưu lót, tiếng Việt lưu lót. Đó là một chuyện nha, cái chuyện quan trọng là phải biết sự lại và phải có cái lòng, gọi là lòng gì cũng biết không? Như chân chắc chân nhị là lòng gì? Nó bắt buộc theo sư phụ lĩnh nào can đảm, con cũng có can đảm nữa. Lòng gì biết không? Lòng yêu chăm họ thì mới theo được. Thằng đứa nào mà không có cái lòng đó thì không theo, cho giỏi tiếng Mỹ tiếng Việt cỡ nào cũng không cho theo. Cho nên đó là lý do tại sao một đám cũ nó bị lọt sổ là vậy. Con nghĩ Mai Sói có lòng yêu dân tộc không? Chưa bao giờ ông nói cờ vàng ba sọc đỏ thế gì nè. Mà sư phụ ông đâu nói cờ vàng ba sọc đỏ sẽ ở nước Việt lâu đâu. Sư phụ chỉ nói cần 3 ngày thôi, để như đánh lên cái tiếng cho cả thế giới chạy theo thôi. Rồi sau đó chúng ta có hội viên hồng, clip nào thôi cũng nói rõ hết, phân tách luôn á. Chứ cái lá cờ này mà về là mấy cái thế hệ trẻ nó không đồng ý nội loạn nữa hả? Sự làm vui rồi đâu có ngu kiểu đó con. Lòng dân nó khó lắm. Nhưng mà mình không có nó, mình không có đem 6 triệu người có lòng tin right away, Mỹ nó sẽ không bao giờ đem tệ thất hạm đội qua nó cứu mình. Nên nhớ nghe, mình sắp bị Trung Cộng quýnh đó. Ai cứu mình? Con gan kêu nghe sắp đầu hàng rồi đó. Kêu Trung Cộng á, ô mày đang nằm trong bụng tao rồi, không lẽ tao đi móc họng tao ra thổi mày ra hả? Tao đâu có ngu. Kêu Mỹ nó chặt cái đầu con rắn rồi nó mổ bụng kéo mình ra con. Chiến lược sư phụ biết nhiều lắm, tại vì đụng tới đâu sư phụ nói tới đó. Cho nên mấy con chỉ có tầm nhìn, ồ ông này chỉ có khả năng gì, không phải. Đụng đi sẽ biết, đụng tới đâu sư phụ sẽ làm tới đó. Chỉ có những đứa này tự gần á thì nó biết nhiều, là vì lúc sư phụ nói ra thì nó biết được cái công thức, cái level của sư phụ. Tự thỉnh sân thần. Thưa chân thần, giống như ngài Xích Cước Đề Tiên có nói, có phải cái núi này là do cái bàn chân của ngài Xích Cước Đề Tiên đạp lên hay không? Nó có cái lõm này đúng hả? À, hôm nay đệ tử ăn tăng gia cái nhà của ngài Tôn Hành Giả. Chân thần thấy có đẹp không? Đẹp hả? Ngài cũng sẽ ngự ở đây và giúp núi, tất cả đều là lo cho chúng sanh, lo cho bá tánh. Chân thần có gì nói không? Hả? Người bạn tốt của ông ta. Người bạn tốt, người bạn tốt với Tôn Hành Giả. Đệ tử rất là vui, cảm ơn chân thần. Bây giờ chỉ còn có mấy đứa đệ tử ruột thân cận, rồi tối ngày cứ chơi với thần thánh như vậy này vậy kia không. Nó lo có thứ ba cũng vui nè, chơi nó.
này Thu Ba là con này Bạch Kim con phải làm bạn thân á, tại Thu Ba mốc cũng theo cho phụ viện Nam á, thu có mấy đứa là tử ruột mà con không biết ở chỗ khác khác á, kỳ này tự nhiên qua trùng hợp với Mỹ Tiên là nó mốt Mỹ Tiên nó sẽ là ban ban gì ta ban tiếp tân ha, cười mình ngồi chơi đừng quay, con không quay thì phải nói hoài, con ngồi chơi thì không nghĩ mệt.